đang mang bầu chở đi khám bệnh chị nè, chị có bầu, cái thai của nó chị yếu quá đi, không có được bác sĩ kêu bỏ, chị không bỏ, chị thương con chị không có bỏ cái thai này, nên hàng tháng là phải đi điều trị. Thì tình cờ đó về cái xe người ta tông vô chị, mà ông này anh chạy sau cái nó, anh đã tông mình nằm dưới anh chết thì là đang mang bầu, nó sắp sanh nó luôn đó, là chị phải đền tiền nữa, xong chị tự giận luôn, chị nhai xong chị tự giận luôn. Giờ người ta cứu chị lên á, lúc trong lúc cũng là bế tắc không có tiền nữa, phải chăm lấy thuốc hoài. Lúc mà nó bị cái tật này nè, chị buồn, chị buồn chứ làm sao, chị nhảy xong chị tự giận luôn. Nhảy xong còn vụt trước đây nè, ra người ta cứu chị lên á. Con cầm một cái đi, lấy hên đi cho máu hết bệnh nha. Máu hết bệnh nha. Ừ. Cũng cảm ơn các cô chú, anh chị, cô bác gần xa đã giúp đỡ cho bé Trâm. Yeah. Cũng thành thật biết ơn con. Phong Nguyễn xin kính chào quý ông bà cô bác anh chị kính mến. Hiện tại thì Phong đang ở dưới ấp Lỹ, xã Phước Lợi, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An cô bác anh chị. Một người chú là chú Ba là đại diện cho chính quyền địa phương ở đây. Thì ít ngày trước á thì Phong có đăng tải một số hình ảnh về một cái 3 tuổi thì bị căn bệnh là cũng khá ngặt nghèo, thì cũng nhờ chính quyền địa phương và bên cạnh đó là Hội Liên hiệp Phụ nữ, thì bữa nay là cũng có một số phần quà của mạnh thường quân, rồi chú Ba cũng có sự góp mặt ở đây để chứng kiến. Thì xin chào chú Ba nha. Dạ, thì bé ở đây hoàn cảnh như thế nào á, chú nói cho ông bà cô bác mạnh thường quân và những khán giả kênh của con được biết rõ hơn được không chú? Tôi xin trước hết xin cũng đại diện cho địa phương kính chào quý khán giả gần xa trong nước và ngoài nước. Từ hôm nay có Phong Nguyễn xuống, hôm rồi có Phong Nguyễn có xuống với Hội Phụ Nữ có giới thiệu là ở đây bé Thư và nó bị khối u lỗ mũi, cũng đã mổ một lần rồi nhưng mà tình trạng bé còn trẻ quá, nó còn nhỏ, thành thử ra hôm nay sự chứng kiến của địa phương, Phong Nguyễn có gọi là để đại diện hôm nay có số quà của mạnh thường quân trong nước và ngoài nước đã đến để chia sẻ cho cháu nó để trị bệnh. Dạ. Thì con cũng cảm ơn chú Ba đại diện chính quyền địa phương tới cũng đây để chứng minh và xác nhận. Thì hồi bây giờ thì con với chú cũng tiến thẳng vô bên trong để ghi lại chút hình ảnh. Cũng cho chú nói ít lời nữa, chú cũng có ít lời để kêu gọi. Rồi trước khi cũng cảm ơn Phong Nguyễn đã làm cầu nối để chú kêu gọi trong nước ngoài nước mạnh thường quân để nhìn lại cháu bé trước này nó quá khổ. Dạ bé Trâm, bé này là bé Trâm. Bé Trâm, dạ. Nó quá khổ, thành thử tôi cũng đại diện cho địa phương cũng giúp đỡ hết mình rồi nhưng mà cái rồi nó cũng không có khả năng. Thành thử tôi cũng kêu gọi trong nước và ngoài nước mạnh thường quân cũng xót thương để giúp đỡ cho bé cháu để cho nó lành bệnh. Dạ. Rồi thôi bây giờ mình vô trong. Dạ dạ. Đây là phía sau nhà của bé Trâm đó cô bác anh chị. Thì Phong cũng chia sẻ đây là ông ngoại. Thì ông ngoại của bé thì bị lãng tai, cũng phục vụ bên chính quyền xã đây nè, cũng làm bên công tác xã hội. Còn bà ngoại thì đi lụm ve chai mà để lo cuộc sống mưu sinh của một cái người cậu. Là nói chung gia đình là bệnh tật gần như là muốn hết trơn rồi. Mọi chi tiêu, mọi sinh hoạt đều do sự đi làm kiếm sống của bà ngoại ở đây. Bà ngoại qua đây ngồi giúp cho con không ngoại? Dạ, bà ngoại giúp ngồi kế với ông ngoại đi. Ông với bà ngồi kế nhau đi. Đây. Thì bữa nay thì Phong tiếp tục đi xuống để thăm và chia sẻ hình ảnh của gia đình. Dạ, con chào bà ngoại nha. Dạ, con chào ông ngoại luôn. Dạ. Rồi, chú Phong chào bé Trâm nha. Dạ. Còn cậu con nữa nè. Đó, cô chú anh chị xem nè. Cái giường thiết kế một cái lỗ như thế này để dễ tiện cho cái bề mà đi vệ sinh tiêu tiểu đó. Thì thật sự nếu mà trong gia đình thì chắc có thể là nó cảm giác giống như là quen rồi, không có hôi. Nhưng mà Phong là với chú Ba đi tới đây thì chú Ba cũng chịu không nổi. Bây giờ chú Ba cũng đeo khẩu trang. Tại vì cái mùi nó mà khi mà săn sóc mà lo người bệnh á, mặc dù là kỹ cỡ nào đi chăng nữa thì cũng có mùi hôi á cô bác anh chị. Rồi thì bữa nay cô có đi lụm ve chai gì không cô? Bữa nay cô nghỉ nhà, cô lo thằng này lau chùi nước rái đồ bữa, mai cô đi. Dạ trời ơi. Vậy hôm nay mưa gió rồi cô có lụm đồ chứ bán được không? Có, cũng được. Cũng được hả cô? Trời ơi.
Rồi bệnh tình không đi tái khám con bé này tốn nhiều không cô? Thì hôm tám tay là đi lên là 3 triệu mấy. Còn mấy tháng mấy. Trước thì 4 triệu rưỡi. Rồi hôm nay bé Trâm tình hình sức khỏe con sao rồi? Dạ nó cũng hơi mệt. Ừ, mệt là mệt sao con? Mệt ở trong người. Ừ. Con thấy khó chịu ở đâu? Dạ khó chịu ở mũi. Ở mũi ha? Dạ. Rồi, ngực. Ở ngực nữa. Rồi chú Phong có trao đổi với mẹ của con á, là nói mẹ con nói là hình như là con có bị tim nữa hả? Dạ. Ừ. Rồi cái chân con nhưng bữa nay sao rồi, đi đứng sao, có bị ấy gì không? Dạ con bị cật hồi nhỏ. Ừ. Con đứng lên cho chú Phong với cô bác xem coi. Ừ. Con đi vài bước thôi chú Phong xem. Ừ. Cái chân con có nó bị teo không? Dạ. Cái chân con có bị teo không? Bị hồi nhỏ chứ giờ. Ờ, bị cái chân ở đây đúng không? Dạ. Bị. Ừ. Cái vết thẹo này là lâu chưa hay là mới đây con? Dạ lâu rồi. Lâu à? Dạ. Ừ. Chú Phong thấy hình như cái chân bên đây nó nhỏ hơn trên đây. Dạ. Đúng không? Dạ. Rồi con ngồi đi để đỡ mỗi chân. Rồi sáng giờ ở nhà con thì ăn uống cơm nước gì chưa? Dạ dạ. Ừ, rồi hả? Dạ. Ừ. Rồi khám trong bệnh viện bác sĩ nói con sao nữa? Dạ. Bây giờ cho kết quả. Ừ, chờ kết quả hả? Cô chú anh chị thì nghe nói, nghe được tin đó là Phong đi tới thăm gia đình, thì chị đi làm công nhân cũng công ty gần đây á, thì chị cũng đó nghe và xin phép chỗ công ty á để đi về, em xin phép gắn nha. Rồi bây giờ chị cũng đi qua kế nha bé Trâm để trò chuyện với em, để em lấy thông tin nha. Yeah. À, chị ở đó là chị tên, ủa chị tên gì, bao nhiêu tuổi vậy chị? À, Nguyễn Thị Hồng Mai, 47 tuổi ạ. Dạ, chị sát sát vô con bé ha. Ừ. Rồi chị nó làm công ty là công ty gì à, chị? Công ty bên may mặc á em. Ừ, lương chị đỡ không? Cơ bản chị được 4 triệu 6 mà phải tăng ca suốt là tháng làm 26 ngày đó, là 4 triệu 6. Ừ. Tăng ca tính thêm. Tại vì á, em là kênh YouTube Phong Nguyễn, chuyên về thiện nguyện. Thì em có nhận được những cái thông tin từ Ban Hội Phụ Nữ, chính quyền địa phương ở xã Phước Lợi, Cần Giuộc, Long An để xuống mà để cứu lấy mạng sống của con chị á. Thì trước tiên thì em hỏi gia cảnh, rồi cuộc sống, rồi kinh tế nó ổn hay không. Rồi bên cạnh đó thì cô bác Mạnh Thường Quân xem để có hướng giúp đỡ hoặc là giúp con bé nó như thế nào. À, tại vì em hơi hỏi chi tiết chứ tí á, thì có gì là chị cũng trả lời giúp cho em để Mạnh Thường Quân hiểu nha, với biết hơn nha. Dạ, cảm ơn. Còn chồng chị bây giờ sao chị? Thì nói chung anh cũng đi làm thì thất nghiệp hoài, làm hồ mà em. Dạ, đi làm hồ. Nên không biết thực tế hơn. Dạ, yeah, đúng rồi. Tại vì á, con cái mình bệnh á, giờ mình là người, chị là người trực tiếp đi bệnh viện đúng không? Thì khi mà tới bệnh viện á, thì khám á, bác sĩ nói thì cơ hội của bé là nó như thế nào chị? Bác sĩ Đại nói là bé Trâm này thì nói chung là có tiền thay máu thì nó thể là cháu sẽ bớt hết, tại vì giai đoạn đầu. Dạ. Yeah. Và cháu mới phát triển thôi, còn cái thái bệnh tim của cháu là có thể chưa điều trị ra được, tại vì chưa có xét nghiệm ra được cái chứng bệnh của nó là cái gì hết, đến tháng sau lên và xét nghiệm máu ra cái chứng bệnh gì của nó nữa mới biết được nữa. À, thì cơ thể bé bây giờ là cũng bệnh nhiều loại quá, có giấy tờ đâu còn ở đây không chị? Bác sĩ Đại giữ, có chị có giữ cái giấy gia viện của bác sĩ Đại được, chị là mỗi tháng đi tái khám vậy thôi, giấy tờ thuốc uống thôi. Dạ. Yeah. Là cũng còn lấy cho em cái tờ giấy đó cho em xem được chị. Ở giờ thì chị cũng cho em xin phép là cái này là tờ giấy mà hôm bữa gia viện của bé đúng không chị? Dạ. Yeah. À, ở đây là bé Phạm Thị Kim Trâm, thì bé là năm nay là 23 tuổi. Đó, ông bà cô bác xem nè, con bé nhìn đáng lẽ là tuổi này thì con bé cũng lớn nhưng mà bé nó còn bé tí ha, với tay chân là cũng bị tật nữa từ hồi nhỏ nữa, xét nghiệm là bị u mạch máu vị trí bất thường, u máu hốc mũi trái. Điều trị là phương pháp mỗi mổ mũi, cầm máu, kháng sinh. Này, cô bác anh chị xem nè, cái bệnh này thật sự là nó cũng khá là nguy hiểm. Rồi cái nghe hôm bữa là nghe nói với có tờ giấy bên kia là nó bị ung thư máu hả chị? Dạ. Yeah. Thì trong cái giai đoạn như thế nào mà chị phát hiện với bé phát hiện là mình bị bệnh vậy chị? Thì cái bữa đó là ngày Chủ nhật, chị mới được nghỉ. Cái chị mới tính ra đi xách xe đi mua đồ ăn sáng cho con, chứ mua đồ ăn chay luôn. Cái em nó mới nói mẹ ơi,
con có lỗ mũi mà sao nó kỳ quá. Cái chị mới nói tao sao đâu, chị coi mẹ coi coi. Thì lượm ra chị thấy trong lỗ mũi nó có một cái cục bự chà bá như vậy nè. Thì chị cứ nghĩ là nó bị viêm cái mũi thôi. Cái chị mới kêu nó lấy hai cục bông gòn cho chị. Chị mới chùi cho cháu. Thì chùi càng chùi nó máu tưởng trong lỗ mũi nó bung ra đi. Bung ra chị quýnh quá, chị biết làm sao giờ. Chị lấy đại cái chị nhát lỗ mũi nó vừa. Chị mới chở qua bên ông bác sĩ Lâm cần dược á. Chị mới điện thoại cho bác Lâm. Thì bác Lâm về khám nói chị ơi cái này là cháu ấy rồi, đưa vô bệnh viện đi chị. Xong đưa bệnh viện cấp cứu thì một ngày sau nó xét nghiệm máu á. Nó mới nói chị ơi máu của cháu là không thể nào đặt đông được đâu. Nè chị phải truyền máu cho cháu đi giờ mới mổ được hay không. Thì chị nằm bệnh viện với A là được một tuần. Một tuần xong chị mới xin chuyển viện. Thì nó mới chuyển qua bên cái huyết học máu này mà. Chị nghe mắc quá chị mới nói than là nhà chị không có tiền. Thôi giờ chuyển cho đúng tiếng chị đi. Chứ giờ qua đó chị không có tiền khả năng là chị trả nổi. Thì bệnh viện mới A mới thông cảm chuyển cho chị qua bên bệnh viện Chợ Rẫy. Thì chị lên lầu 6B3 chị nằm đâu khoảng một tuần. Thì bác Đại mới nói là bây giờ cháu phải là truyền máu đi rồi hả mới tính tiếp chứ giờ không thể nào liền cho cháu được. Thì bắt đầu xong truyền máu xong xuôi rồi qua ngay tới ngày 10, khoảng 10 ngày đó bác có cho lên cả mổ. Cái ngày đó lên mổ chị sợ quá trời, nó không cho chị vô phòng mổ. Hình như là lúc trước là bé Trâm ở đây là cái giọng nói là bình thường đúng không chị? Không, nó cũng hơi đớ. Nó bị đớ. Cũng hơi. Hơi đớ, tại vì nó bị khuyết tật nửa người, liệt nửa người mà, yếu nửa người. Liệt nửa người. Nó có giấy khuyết tật nửa người luôn. Dạ, có giấy khuyết tật luôn. Đây, chị lấy cho em coi cái giấy đó luôn. Rồi xong bắt đầu cái chị mới sợ quá, chị nói giờ chị giái mẹ ở Chợ Rẫy, chị xuống chị quỳ lại một ngày biết bao nhiêu lần. Mẹ ta nói là đi xuống nó cứu đi bằng bé Trâm này thì sức khỏe nó không có, chị sợ vô con mổ đi, chị không biết là sao nữa. Chị khóc không à. Dạ bác Đại nói chị yên tâm đi để em giúp cho chị chứ không sao hết. Và chị có làm cái giấy mà để mà về xã chứng cho chị là hoàn cảnh khó khăn như vậy đó. Thì lên bác Đại nó hơi khỏi đi chị đi khám cho nó là đi khám bình thường cho nó. Giờ xong rồi bác Lâm mới nói là cho lên nhà tuyến trên đi chị. Thì chị mới cho bé lên tuyến trên luôn, bệnh viện Chợ Rẫy chuyển lên. Hồi đó giờ bé Trâm nó có đi học không chị? Học tới lớp 10. Lớp 10 hả? Trời ơi, học giỏi không? Nói chung học cũng được, cô giáo cũng được chứ người ta cũng thương, ta cho lên lớp. Rồi. Con cái bữa nay bây giờ có đau dữ không? Anh thấy lâu lâu cái cơ mặt con nó bị nhăn lên á. Dạ đau. Đau dữ lắm hả? Dạ. Ừ. Cái răng con là nó có ấy không? Không hả miệng hả chú không xem. Tại sao nhìn răng con thấy hình như nó yếu lắm không? Ừ. Nhìn răng bé nó yếu quá. Ừ. Chú không gắn đó nha. Rồi bây giờ cái chân con hồi đó giờ nó bị, nghe nói là bị liệt nửa người vậy đó, con thấy con có bị nhức cái người không? Dạ có. Có hả? Rồi bên cạnh cái hốc mũi con mổ ra như vậy á, rồi người con bị nhức nữa. Là con đi khám có tổng quát không hay là chỉ sợ tốn tiền khám cái bệnh như vậy thôi? Dạ có. Con khám sao? Dạ hơn tháng còn mổ. Ừ. Dạ. Khám hôm bữa là trong cái hốc mũi con là mổ ra có cái gì trong đó nhiều không? Dạ cũng nhiều ạ. Ừ. Dạ. Rồi bữa giờ từ lúc mổ tới nay là con bao lâu rồi? Dạ cũng vừa 2 tháng. 2 tháng rồi. Dạ. Ừ. Rồi con thấy nè, mẹ con thì cũng đi làm kiếm tiền để lo cho con, nhưng mà bây giờ cũng hết khả năng rồi hả sao chị? Nói chung bây giờ chị cũng cần em với cô bác đằng xa cũng giúp dùm, phụ giúp cứu dùm cho chị, cho bé Trâm hàng tháng chị đi thấy khám cho cháu. Dạ. Rồi cái này nếu mà chi phí vậy á, bé có bảo hiểm đúng không? Có bảo hiểm bác. À không. Dạ. Giờ tốn tiền nhiều không chị? Rồi được rồi, chị đi bảo hiểm ở bên đó, Chợ Rẫy là không có tốn tiền, mà qua biết học chị tốn tiền thuốc. Ừ. Nó cho thuốc ngoài mua không ai, là tháng giờ chị mua có 2 triệu xá thôi, tại nó cho bao nhiêu mấy mà chị đi chị không có tiền theo. Chị mua đủ cho cháu uống về tới 10 mấy tay này nè, chị lên chị lượm tiếp cho cháu vòng 2 nữa. Ừ, là đi một lần trừ bảo hiểm ra là một lần khoảng bao nhiêu tiền? Khoảng 3 triệu rưỡi. Một lần vậy mà 3 triệu rưỡi hả? Thì tiền thuốc nhiều lắm không? Thuốc nhiều lắm. Ừ. Rồi cái này chẳng lẽ mình uống thuốc suốt đời hay sao chị? Thì bác Đại nói bây giờ là hiện tại bây giờ cho cháu uống đỡ đi, rồi chừng nào xét nghiệm máu lại có kết quả tốt là sẽ ngưng. À.
chứ không phải là mình uống vậy như vậy được. Tại vì uống thuốc hay là nếu tiếp tục á thì mình có cái biện pháp nào khác không? Hôm nay chị cũng đi xin cái bông đu đủ đực á. Dạ, dạ. Chị nấu nước dừa xiêm cho cháu uống mỗi ngày với cái cây gì mà dưới đất, dưới sữa đất nữa. Dạ, chị dạ. Nấu cho cháu uống mỗi ngày hàng ngày. Dạ, vậy dạ. Cũng thường xuyên kèm với thuốc nam đúng không chị? Nói chung ai vậy thì chị làm đấy à. Dạ. Giờ ba mẹ con đi làm như vậy, ít tiền như vậy á, thì cái số tiền mà con đi chữa bệnh nhiều quá như vậy á, thì con có suy nghĩ điều gì không? Dạ, con thấy thương ba mẹ của con. Thương hả? Ừ. Ừ. Giờ sao nữa? Bà lo chị bệnh cho con. Ừ. Nếu một ngày nào đó ba mẹ với ông bà ngoại không còn tiền để lo cho con nữa, giờ con suy nghĩ như thế nào không? Con cũng nhờ cương quá giúp bỏ cho con để con mau hết bệnh. Rồi sao nữa con? Mà con mau khỏe lại. Ừ. Mẹ con khóc rồi kìa, thấy chưa? Rồi mấy mốt con có định hết bệnh và làm gì phụ mẹ không? Dạ, con ước con được đi làm với mẹ con, phụ mẹ của con. Rồi sao mà chú không mới trò chuyện tí rồi bây giờ hai mẹ con khóc rồi? Ừ. Nói chung là mình thấy cái hoàn cảnh của mình như vậy, mà con mình thì nó có tật, nó cũng bằng tuổi như con người ta mà cũng nó có tật, mẹ đi con. Tội nghiệp cho nó, tại vì nó như một con gái như người ta. Bây giờ nếu mà nó lành lặn thì nó cũng đã có gia đình rồi. Còn bây giờ nó 23 tuổi mà nó còn như vậy nè, tay chân nó vậy làm sao không được. Trong khi gia đình thì cũng khó khăn, mà sinh đứa nó ra thì nó bệnh. Bây giờ nó cũng muốn đi làm phụ giúp mẹ lắm, mà nó làm không nổi. Sao con khóc vậy con gái? Dạ, con hiểu mẹ của con. Ừ. Con hay thương mẹ của con. Nó mình bệnh rồi đâu có muốn đâu con. Chứ ở nhà là chú Phong cũng nói thẳng con, hôm bữa là cái câu nói đó của chú Phong đã nói rồi. Con là bệnh là giống như là con phải thê, giống như mà bệnh thế cho gia đình vậy đó. Con hiểu không? Là ba mẹ với gia đình là những người xung quanh á, là càng phải thương con nhiều hơn. Tại vì con đã gánh những cái nặng nhọc đó, nhất là con đã gánh bệnh cho gia đình. Thế con trong khi con buồn tuổi rồi, mẹ con đi làm về thấy con thui thủi như vậy đó, mẹ con cũng buồn nữa. Nó đi làm về mà ngày nào cũng bị điện thoại gì cho nó nhắc nó uống thuốc, sao nó bỏ cử nữa. Bác sĩ dặn là không được bỏ cử ngày nào hết, mà nó nhiều khi nó quên, nó không có uống nữa. Thành ra ngày nào cũng phải nhắc điện thoại về, làm ngày nào cũng phải điện thoại về nhắc con phải uống thuốc nữa con. Nào cũng nhắc nhở nhớ, tối về là phải khỏi ăn cơm chưa, uống sữa chưa. Thôi con, sức khỏe con sao con nói cho cô bác biết, chứ nhầm khi mà con đi khám bệnh cứ nói mà khỏe khỏe là nó không đau. Thì mẹ với sợ tốn tiền, ba mẹ nữa. Thấy ba mẹ đi làm cực quá, giờ nói như vậy rồi mai mốt bệnh nặng còn chết nữa, chứ không phải là vậy là nó được đâu. Không biết không? Đồng ý đồng tiền á, đi làm nó khó khăn, kiếm thì nó khó thiệt, nhưng mà cái sức khỏe nó quan trọng lắm. Nếu mà lỡ con có chuyện gì á, có chết đi á, chú Phong nói thẳng một điều luôn á, lỡ mà có như vậy đi nữa thì ba mẹ con á cũng đâu có thể nào mà chịu nổi. Đâu phải tới lúc đó ba mẹ không có tiền đi nữa mà đâu có tìm con được đâu. Chú Phong nói đúng không? Dạ đúng. Đã sinh con cái ra là một cái duyên, cái duyên rất là lớn rồi. Chú Phong biết á, nãy là mới ban đầu á, chú Phong cái khúc mà Phong mình đó không có bắt máy, không có cầm máy quay mà để ghi hình, thì biết được câu chuyện là hai mẹ con á là giống như là sống nội tâm quá cô chú anh chị. Con bé này á thì nó lo cho ba cho mẹ, nó cũng giấu nữa,
Ngay cả nãy Phong vô á, Phong hỏi nó mới đầu hỏi đó, là có đau không? Là không có đau gì hết chú ơi. Rồi có chú về chú nói ba mẹ con á là con khỏe lắm, con không sao đâu. Chú Phong quay á là chú Phong cố gắng để giúp cho con hết bệnh, cho con có tiền để khám bệnh để chữa trị, giống như những đứa bé cùng trang lứa với con. Chứ bệnh á thì giấy tờ cũng đã có hết trơn rồi, ngay cả bên mà hội phụ nữ và chính quyền địa phương nữa, người ta đã nhờ chú Phong đi xuống để giúp con. Chứ chú Phong là đâu phải mà xuống quay, cầm máy quay hoặc là đi lia lia máy xong chú Phong về, nhưng mà giúp mà không có kết quả thì cái như vậy nó cũng việc làm không có ý nghĩa. Nên á, bây giờ hai mẹ con cứ nói ra những gì đó, cứ nói rõ ràng thẳng thắn lên. Bệnh tới đâu á chú Phong biết rồi đăng tải lên. Cái bữa mà bác sĩ đi khám á, là bác sĩ nói chị Mai ơi, bé Trâm này nó có tình trạng là nó bị bệnh tim ở nhà chị Mai, bệnh nó càng ngày tim càng ngày càng lớn đó chị Mai. Nhà chị mới nói á, bác ơi bác làm ơn mất cô có nào bác giúp giùm chứ giờ bé Trâm nó bị có tật nữa mà nó vậy nên học sức để mà nó chịu đựng được. Cái ngày lên ca mổ là nói chung là chị không biết gì hết đó, nó lên ca mổ là chị sợ không à, sao nó chết trong ca mổ á. Nó vậy sức nó yếu quá, từ 7 giờ sáng mà nó nằm tới 9 giờ đêm nó chưa lên phòng mình nữa, mình sợ. Nên từ đó giờ nó không có xa mẹ ngày nào chứ á. Nó toàn là nó ở nhà với mẹ thui thủi hai mẹ con không à. Làm gì cũng kêu Trâm ơi nhớ. Mà dặn nó giờ ăn cơm nha con, uống thuốc nha con. Dặn mỗi ngày như vậy đó, đi làm cũng dặn gì, 10 đêm cũng dặn nữa. Sợ nó quên. Dạ, anh đi làm một tuần lễ ổn định không chị? Khi một tuần lễ làm được 2-3 ngày. Dạ. Làm sao mà bấp bênh quá, gặp bệnh này tốn tiền nữa. Mới vậy, hồi tuần rồi đi khám á, đâu có tiền, chưa lên lương đâu có tiền đâu. Chị ứng tiền đi, ứng xong rồi mới lên lương, chị trả lại. Dạ. Là nói chung á là cái chi phí hôm bữa giờ thì lo cho bé rồi tiến hành ca mổ đầu tiên á, thì chị có nói thiệt đó chị là đủ không? Chị đi mượn. Bữa nào bé bệnh là chị, mà chị không có tiền, thật sự không có một ngàn. Cái ca mổ đó tổng cộng tốn bao nhiêu tiền vậy? Chị thanh toán là có 19.300.000 thôi. Chị mới gửi người ta trên bệnh viện đi về. Là tới ngày thông báo là mổ, chị mới gửi mấy trăm cho nó, là chị gửi chung mấy cái cô bác nằm phòng á là chị đi về. Thì nói chung là mấy chị chạy cũng có cho được 1 triệu 2 triệu cùng chung phòng với chị có cho tiền. Dạ. Em thấy chị ở đây á thì đi làm hồi đó giờ em không biết làm sao. Thì chắc có lẽ là cũng có bệnh tật, mấy đứa bé nó bệnh tới bệnh lưu hoài hay sao mà không thấy dư vậy chị? Nó bị hồi nhỏ lớn giờ ra, nó bị bẩm sinh từ nhỏ lớn giờ luôn. Dạ. Nó đẻ ra là nó bị bẩm sinh từ đó giờ, thì nói chung là hàng tháng chứ cũng đi mua thuốc cho nó uống. Tôi như là thuốc bổ gân cho nó uống cho nó có sức khỏe. Mà tới ngày đó nó bệnh thì chị không hay thật sự. Cái ngày bắt hiện ra là ngày cuối cùng là chị đưa đi bệnh viện thôi. Bởi vì đâu mà khổ thì khổ quá trời. Ở đi làm công nhân thì gom góp bao nhiêu, giống như điện để dành tiền mà để khám bệnh vậy đó. Hồi lúc chị mang bầu nó ra là chị cũng bị tai nạn, đụng xe chết người, cũng đi mượn tiền đền trả. Xong lúc mang bầu nó từ nó ra là nó bị bệnh hoài luôn vậy đó. Là lúc đó là chị chạy xe đụng chết người luôn hả? Là chồng chị lúc đang mang bầu chở đi khám bệnh chị nè, chị có bầu cái thai của nó, chị yếu quá đi, không có được bác sĩ kêu bỏ, chị không bỏ. Chị thương con chứ không có bỏ cái thai này, nên hàng tháng là phải đi điều trị. Thì tình cờ đó về cái xe người ta tông vô chị, mà ông này chạy xong cái nó, anh đã tông mình nằm dưới anh chết đi, là đang mang bầu nó sắp sanh nó luôn đó. Là chị phải đền tiền nữa. Nên thành ra mắc nợ, giờ từ lúc sanh nó ra nó bệnh hoạn hoài tới bây giờ luôn. Là bác sĩ kêu bỏ là chị không bỏ nó. Em hiểu được cái vấn đề. Là từ cái lúc mà chị mang bầu bé Trâm ở đây. Đúng. Là cũng khám là nói thai yếu. Đúng. Rồi đi tới đi lui. Rồi trong cái lúc mà bữa đó cũng đi khám rồi đó, chạy xe. Thì không may là hai bên đụng hả chị? Hai bên đụng nhau mà anh kia chết. Anh kia chết rồi? Chết ở bên đây bắt đền, bắt thường bên đây. Anh kia lớn tuổi không chị? Lúc anh chết cũng 40 mấy vậy đó. Thì cách nay em phải 23 tuổi vậy nè. Vậy là nay là cũng 60 mấy tuổi. Đúng rồi. Lúc chị đang mang bầu nó luôn nè. Trời ơi. Là cái ngày xuống bệnh viện Kiều Vũ nằm điều trị là bác sĩ nó thôi bỏ đi chị ơi,
thay ra chị nói thôi mang bầu một lần khó khăn trợ giúp giùm em đi chứ bây giờ bỏ tội nghiệp thai con em lắm. Thì chị em hàng tháng mới đi tới khám một lần là đi mua thuốc là uống đó, rồi bắt đầu là xuống cái tay nói là cái thể là cái cẳng nó ra xanh nó ra nó không được lành lặn nữa. Nên bây giờ có bỏ hay không thì chị mới thôi không, không có bỏ được tại vì nó đã tượng hình ra rồi nên không có bỏ được nữa. Cũng vì thương con đúng không? Chị mới gánh tới giờ luôn, giờ sinh đẻ ra nó không đi được luôn, tới 3 tuổi nó không đi được. Chị phải bồng tới chứ ở Di Đồng á, chị tập vật lý trị liệu, chị đón xe buýt á là đi một ngày đi cử sáng, còn một ngày đi kia chiều, ngày đi hai sức là hai mẹ con đi khỉa luôn. Nói chung thì em thấy cái tình cảm của chị cũng đại diện người phụ nữ Việt Nam là cũng thương yêu con cái của mình. Mặc dù là biết con mình là cũng yếu, có thai yếu á, rồi cũng có tật bẩm sinh á, nhưng mà bác sĩ khuyên là cũng bỏ, nhưng mà chị cũng vẫn cố gắng giữ. Trong cái lúc mà vô tình là hai bên là đi khám bệnh á, rồi đụng, rồi cái chú kia cũng đã mất rồi. Thì lúc đó thì chị đền số tiền lớn đền gì? Là như là nó đầu như là mấy chục triệu hay 100 triệu đó, chị phải bán xe chị luôn. Bán chiếc xe mà đó mua được hai chồng để chở đi xe khám cho con nè. Bán xe đam mà đó mua bây giờ chị không có tiền đi mượn nợ người ta. Giờ xong thì từ từ nó cái nó mới ra như vậy luôn. Nó khổ tới bây giờ luôn, chứ không phải tới bây giờ, giờ xong hàng tháng. Em nói chị nè, giống như cái hồi nãy em hỏi á, là chị lương tháng là trung bình là cũng 4 tới 5 triệu. 6 triệu một tháng. Ừ, sao tăng ca 6 triệu luôn. Còn được 5 triệu mấy. Ừ, còn được 5 triệu mấy. Giờ chồng của chị vẫn đi làm, cũng có tiền, giống như thất thường vẫn có. Nhưng mà em tính trong đầu giống như con bé này á, tháng cho cùng lắm thì 4 triệu đi. Nhưng mà anh chị gom lại á, là em cho bỏ đi, tiền ăn uống chi tiêu á, cũng còn cũng khoảng 4-5 triệu. Được không chị? Không tới. Không tới hả? Không tới. Là chị lo bé này xong rồi tiền tiền ăn uống đồ này kia, giống như em trừ ra để mà đắp vô cái khoản mà con bé bệnh á. Chứ mà chị có hay qua giống như mà có lo cho cậu của bé này không? Có một rồi tuần chị phải mô tả cho cháu cho em này nè. Trời, hiểu hiểu em hiểu rồi. Là cho nhà mẹ chị luôn phụ luôn. Trời ơi, vậy là em biết rồi, chị vẫn chi tiêu rồi giúp vừa cho con vừa cho cậu của bé nữa. Nên mà thiếu hụt là như vậy. Sáng em, mà chị mua đồ ăn cho bé Trâm là phải mua cho thằng này. Đi thôi, nói chung là mua cho hai cậu cháu nó ăn hết. Vậy là trong cái lúc mà lỡ mà gây tai nạn rồi người kia chết á, đền số tiền rất là lớn. Nên bây giờ là suy sụp rồi, với mà bệnh hoạn của bé, rồi tiền bạc cũng có, vay mượn tùm lum vậy đó. Đúng rồi. Nè, không hiểu cái lý do của chú anh chị. Tại vì cái gì nó cũng phải đâu đó nó rõ ràng á chị. Đúng rồi. Dạ. Con bé Trâm là lúc sinh ra là tới 3 tuổi là không biết đi, không biết nói luôn. Chị phải tập vật lý trị liệu. Mỗi ngày đi xuống Di Đồng, tập tập biết chừng nào mà cháu đứng dậy đi, mà nó đi như là không có vững như người ta nữa. Rồi nè, bé Trâm, khi mà con nghe và con biết được cái câu chuyện như vậy á, nhất là tình cảm của mẹ con, là nghe cả những lúc mà con mới tượng hình thôi, là con đã có khiếm khuyết ở trong bụng như vậy, nhưng mà mẹ đã dành cái tình thương cho con á, thì con nói cho chú Phong với cho mẹ con và tất cả những khán giả nghe được không? Dạ, con rất thương mẹ con. Thương mà sao con không nhìn mẹ? Con nhìn thẳng vô đôi mắt của mẹ con kìa. Con rất thương mẹ của con. Con nhìn vô mẹ con đi. Dạ, con rất yêu mẹ con. Con yêu rồi, bây giờ lời nói thì chú Phong đã nghe rồi á, còn cái hành động thì con thể hiện cho chú Phong với cô bác. Nó hung chị hoài à. Dạ. Tối về mẹ ơi, con bấm lưng cho mẹ nha. Con đấm bóp cho mẹ nha. Thì con suy nghĩ chú Phong giống như người trong gia đình đi. Con cứ thể hiện ở nhà hai mẹ con á, là làm sao cũng cứ vậy. Đừng có ngại ngùng gì hết. Tại chú Phong cũng làm thê làm mướn thôi, chứ đâu có phải cái gì đâu mà con phải e dè. Ha. Có gì cứ thổ lộ, tại vì những cái câu nói của con á, thì với mẹ con, thì cô bác nghe và sẽ hiểu câu chuyện như thế nào mới giúp được, đúng không con? Ha. Nay chị có bệnh không mà thấy chị ho? Hôm nay chị cũng bị cảm, lúc bệnh nó đi về nhà chị bệnh luôn tới giờ. Dạ. Thì nói chung á, bữa nay là em đi xuống, thì không phải là đi xuống là đi để trò chuyện hoặc là như thế nào hết. Tại em vì em đi quay á, thì cũng muốn hoàn cảnh nó phát triển tiến bộ. Thì trước thì em cũng trao đổi cho chị và hỏi tình hình sức khỏe của bé Trâm nè. Rồi sau đó thì cũng có một cái phần quà nhỏ nhỏ
sự yêu thương của Mạnh Thường Quân dành cho bé. Thì trước khi vào cái vấn đề mà trao tiền thì em phải hỏi đầy đủ cặn kẽ, rồi có thể là Mạnh Thường Quân xem qua có thể giúp thêm cho bé. Là như vậy á chị nha chị. Và hai mẹ con tiếp tục nói đi cho chú Phong được với cô bác hiểu rõ hơn tí nữa được không? Rồi con nói đi con. Dạ con yêu mẹ con nhiều lắm. Con nói gì con? Dạ con nhớ thương mẹ con nhất Kim Vợ. Thì mẹ em đã lo cho con trưởng thành. Cái cuộc sống này thật sự là nó có những lúc nó gần như là gục ngã, tuyệt vọng lắm của ba anh chị. Và đây là cũng một trong những hoàn cảnh mà Phong đã ghi hình. Thì có thể là cảm xúc nó chưa được mà dâng cao hoặc là chưa được cao trào. Tại vì có thể là trong cái lúc ghi hình á, thì hai mẹ con á, thì cũng rất là ngại. Rồi bên cạnh đó chưa được thể hiện hết. Thì mong rằng ông bà cô bác là cũng nhìn qua những hình ảnh như vậy á, cũng thương. Và tạo điều kiện, tạo cơ hội cho bé Trâm ở đây nó có được cái sự sống mạnh mẽ hơn, mạnh liệt hơn, để làm cái động lực tinh thần để cho chị tên gì chị? Chị Mai. Dạ, cho chị Mai ở đây cũng thêm đỡ phần nào đó để có thể còn lo gia đình và lo cho người cậu bị bệnh tật sốt bại liệt từ nhỏ nằm bên đây mà cũng không có nói chuyện gì được của bác anh chị. Một người mà phải là tự mình lo lắng săn sóc tả rồi tắm giữa một chỗ như vậy nè, nó khổ trăm điều hết. Rồi bên cạnh đó gia đình còn có thêm bé Trúc nữa, bệnh là bệnh tốn tiền nữa, đủ thứ hết trơn. Bé Trâm, cái lúc mà chị gia đình khó khăn quá, chị tự giận luôn, chị nhai xong chị tự giận luôn. Giờ người ta cứu chị lên á, trong lúc như là bế tắc không có tiền nữa, bé Trâm lấy thuốc hoài, lúc mà nó bị cái tật này nè, chị buồn, chị buồn chứ biết làm sao, chị nhảy xong chị tự giận luôn. Nhảy xong cần vượt chứ đây nè, ra người ta cứu chị lên á. À, lúc đó là chị nhảy xong cần vượt. Nhảy xong bên đây nè, giờ ở cái người ta đi chài, người ta vớt chị lên á. Chị uống thuốc mấy lần, tại chị buồn quá, nói chung là gia đình cứ tối ngày cứ mất nợ ông gì hoài, chị cũng buồn lắm. Em thấy á, nói chung á, thì trong cuộc sống á, có những lúc bế tắc như vậy. Em nói thẳng á, là những người mà tự tử, hoặc là như thế nào đó là những cái người đó em thật sự là theo bản thân em thôi. Là em thấy là họ làm như vậy là không có đúng. Tại vì nói chung lúc đó là chị cũng như là thiếu suy nghĩ á. Thiếu suy nghĩ, nói chung là lúc đó là chị không còn cái gì để ấy nữa. Nên chị, nhưng điều sau chị tỉnh lại chị suy nghĩ, ủa mình chết rồi con mình sống với ai? Nó có tật, có nguyện, ai lo cho nó đây? Đâu ai lo, bằng mẹ lo đâu, bà ngoại. Nói chung là cũng có bằng mẹ mình lo đâu. Tại vì con nó sống với mình đó giờ. Nên từ đó chị suy nghĩ lại và thương con chị nhiều hơn. Tại vì nó đã có tật, nó đã như vậy là nó đã thua thiệt bạn bè nó rồi. Bây giờ mình phải cố gắng làm sao cho con mình nó đừng có mặc cảm với bạn bè xã hội nữa. Nên chị phải cố gắng nói với Trâm ơi, thôi giờ cũng an phận rồi thì giờ thôi con cũng ráng ở nhà đi, mẹ đi làm kiếm tiền mua thuốc cho con uống, chứ giờ đồ ăn được cho con, chứ giờ mẹ mà ở nhà nữa là cũng chết hết. Thì cái số phận của mình á, giống như là có những cái bước ngoặt như vậy, nhưng mà mình phải phấn đấu và cố gắng. Chứ mà ai mà cũng giống như buồn, hoặc là cứ gây nợ nần, hoặc là cứ thấy bế tắc quá thì nhảy cầu, nhảy lầu, hoặc là tự giận. Cái đó cũng không phải là giải pháp. Tại vì mình sinh ra là cha mẹ mình mang nặng đẻ đau. Rồi bên cạnh đó thì ngay cả chị là cũng đã có gia đình, có con cái. Thì trước khi mình làm cái gì đó, giống như là Phong không phải nói là duyên chị Mai ở đây. Và tất cả những cái anh chị nào á, giống như mà lâm vô cái thế mà giống như gia đình ở đây á, thì cũng nên bình tâm suy nghĩ lại ít phút. Tại vì cuộc sống này nó còn có tình thương, có lòng nhân ái, chứ không phải mà làm như vậy rồi cắt đứt cái sự sống của một cái gia đình luôn, rồi để lại những người ở lại á, thì người ta cũng buồn đau lắm chứ, chứ đâu có giải quyết được gì. Rồi lúc đó thì bé Trâm này thì sống như thế nào nữa. Nên giờ chị suy nghĩ lại cho nó, chờ suốt lúc đó sao mình khờ thế, mình bỏ con để ai nuôi đây mà mình đi nhảy như vậy. Giờ từ lúc đó giờ chị suy nghĩ rồi, không bao giờ nữa, giờ phải dáng cố gắng sống lên, dư lên, làm cho con mình nó đỡ hết bệnh, đi đứng là được. Con bệnh nhân hả? Con có bây giờ có đau không, có đau dữ không?
Dạ hờ vào. Ừ. Lỗ mũi con có bị ấy không mà tôi thấy hơi chảy nó ấy nè. Hôi không vậy? Dạ có hôi không? Không ạ. Nó lấy cái thuốc giữa vô vô không? Không, chị lấy luôn đi. Chị lấy chị giữa đi sẵn cho em xem. Người con cái lỗ mũi con còn nghe được cái mùi gì không? Dạ hơi nghe nghe. Hơi hơi thôi hả? Dạ. À. Thì nói chung á, chú Phong không có hứa với con điều gì hết. Nhưng mà con dán nghị lực lên, mạnh mẽ lên. Thì đi tới bác sĩ á, bệnh tình sao á, nói rõ cho bác sĩ rồi biết. Trước thì mình cũng trị bệnh bác sĩ rồi chữa chạy. Thì bên cạnh đó tối con ngủ không có vấn đề gì lạ lạ không? Dạ có. Ừ. Dạ có. Sao con thấy chú Phong thấy con mới đầu chú lắc đầu mà sao con sao là con gật đầu? Dạ. Là sao con nói cho chú Phong nghe coi. Dạ con ngủ nhất nhất. Ý chú Phong á nói là tối con ngủ có thấy điều gì đó thấy tầm bậy tầm bạ không á? Dạ không. Không hả? Dạ. Ừ. Nếu không thì không sao. Nếu mà chú Phong hỏi như vậy á, để chú Phong biết, giống như mà thấy tầm bậy tầm bạ thì kênh của chú Phong vẫn có một cái người cô chị bên mà cái vấn đề mà những cái phần âm á thì giúp cho gia đình con ha. Thì để mẹ con ấy nhỏ thuốc cho con nè. Ngày sáng có ấy cơm cho cậu ăn chưa? Dạ dạ. Ừ. Ủa chị mắt có bị gì không mà chị đeo mắt kiếng? Chị không thấy được, nó hơi bị cận á. Dạ, chị bị cận đúng không? Dạ. Dạ. Đây, xích lên rồi, ấy coi chừng. Bây giờ này để sáng nè. Bác sĩ dặn phải ngày mỗi ngày phải rửa nè, mà nó không rửa đi chứ. Ừ, hình như nó cũng hôi hôi nè. Hôi, nó không rửa nè. Ở nhà con mẹ không có ở nhà, con dán con vệ sinh cái lỗ mũi con cho nó sạch sẽ. Quan trọng cái lỗ mũi mà không chịu ấy nè. Nó mà bị lên là chết luôn á. Giác không con? Thuốc này giác không mà thấy con, chú Phong thấy con bị nhăn á. Dạ. Yeah. Chả là mình xịt hồng nữa nè, cho nó xuống cái hồng á. Sĩ dặn á. Có xịt hồng nữa hả? Xịt hồng luôn, rửa hồng ghi vô mũi nó luôn. Mỗi ngày phải làm hai lần. Mà tối về chỉ có mình chị làm thôi. Nuốt vô được không chị? Được. Thấy bé nó nuốt vô bình thường thuốc coi chừng nuốt vô được hay không đó. Rồi vợ. Rồi vợ. Trong đây nó thôi đây nè. Thuốc này nó xịt vô nó khó chịu nhưng mà con phải dán con ấy nha. Chứ không phải là để mà không có sát trùng gì ấy được là chết luôn đó. Vi nhiễm khuẩn là mổ lại nữa đó. Cao lên. Dán đi con. Này ở nhà thì nhờ bà ngoại hay gì chịu khó ấy cho nó. Để nhầm khi nó làm biến rồi nó không chịu làm nó là mệt nữa. Nó có làm không? Hoặc là nó làm đau á, thấy nó đau khó chịu cái nó không làm á. Một là ngày con phải làm hai sức nha. Không bán gì được. Dạ, gặp nhà ai cũng bệnh hết trơn. Nhà ở đây thì Phong chia sẻ là đại diện nhà nước địa phương ở đây là hỗ trợ các cái nhà tình thương cho gia đình ở đây nè. Thì cũng không có nhà mà để ở nữa. Nhà nước hỗ trợ vậy đây. Uống còn nửa tháng nữa chứ Phong. Mua thuốc gì không ạ?
bệnh tật mà sao mà uống thuốc cả vậy đây. Mà còn này nửa tháng rồi. Nửa tháng mà còn bao nhiêu đây hả chị? Chỉ còn nửa tháng nữa thì chuyên môn nữa đó. Dạ dạ. Đó, ông bà cô bác xem nè. Chú ba là đại diện địa phương á, thấy Phong ngồi ở đây chia sẻ hình ảnh. Chú ba ngồi mà chờ đợi Phong á, thấy có cô bác Mạnh Thường Quân với Phong đi xuống á, chú ba mừng dữ lắm. Tại địa phương mình á, thì cũng có nhiều hộ khó khăn, thì cô bác nào giúp được hoàn cảnh nào á, thì chú ba cũng thay mặt đại diện thì cũng cảm ơn tất cả. Đợi chờ là cái sự hạnh phúc của anh chị. Rồi thôi chị cắt đi. Rồi sẵn rồi em mời chị qua ngồi chung với con bé và em trao ít tiền của mình Thông Quân. Phong Nguyễn xin kính chào quý ông bà cô bác anh chị kính mến. Thì hồi nãy giờ Phong đã chia sẻ những cái đoạn hình ảnh, đoạn video clip về gia đình của bé Trâm ở đây. Thì gia cảnh là cũng khó khăn, trong khi đó là ba mẹ bé là đi làm bấp bênh, giờ số tiền là cũng chẳng được bao nhiêu để mà cứu lấy mạng sống của bé Trâm ở đây. Thì mấy ngày vừa qua thì Phong cũng đã nhận được sự quan tâm từ phía chính quyền địa phương và ban hội phụ nữ á, thì Phong mới có mặt. Tại lúc trước á, thì nói chung một gia đình á, thì đi làm cuộc sống thì bình thường thì không nói, thì cũng không có thể nào mà lâm vô thế ngặt nghèo như vậy. Nhưng mà lúc trước á, là sau khi mà chị Mai ở đây á, là mang bầu bé ở đây, rồi trong cái lúc mang bầu á, thì cũng có những cái sự cố là bầu nó có cái vấn đề, rồi mà bị khuyết tật ở trong bụng nữa. Rồi khi mà trên cái đoạn đường mà những lúc mà đi khám thai á, thì bác sĩ nói chung thì cũng tư vấn là có giống như mà nên bỏ đi mà để xin để kiếm cái khác. Nhưng mà chị rất là thương yêu con, tại là cũng là một cái giọt máu, một cái núm ruột của mình. Thì trong những lần mà đi như vậy á, thì gặp sự cố là bị tai nạn giao thông, thì cái người mà hai người hai bên va chạm á, thì người kia cũng đã mất rồi, thì phải bồi thường một cái số tiền rất là lớn của bác anh chị. Thì từ lúc đó và tới lúc sanh ngày hôm nay, và ngay cả hiện tại là bé đang có mặt ở đây là 23 tuổi, nhưng mà gia đình là khó khăn, chồng chất khó khăn, thì không có tiền mà để chữa chạy cho bé ở đây. Thì hồi bây giờ thì Phong trước nhất thì cũng muốn đi tới đây cùng với chú ba đại diện chính quyền địa phương, thì cũng gửi lời cảm ơn trước tới Mạnh Thường Quân. Rồi bên cạnh đó thì Phong cũng có ít tiền, những cái món quà của Mạnh Thường Quân dành cho bé Trâm để khám chữa bệnh. Rồi thôi bây giờ thì trước khi mà chuẩn bị là trao quà cho bé Trâm á, thì chú ba đại diện địa phương, chú ba muốn nói gì không? Chị cầm giúp em. Trước hết cũng xin cảm ơn câu nói của Phong Nguyễn, và sau cũng cảm ơn Mạnh Thường Quân ở trong nước ngoài nước cũng có lòng hảo tâm để giúp đỡ cho bé Trâm để cho nó khỏi bệnh. Vì gia đình hiện giờ nó đang khó khăn quá, rồi mẹ nó thì là công nhân, còn cậu nó thì cũng bệnh tật đang ngồi chỗ sát bên đây. Nên nó cũng kêu gọi trong nước ngoài nước, Mạnh Thường Quân cũng nhỏ lòng thương cho bé Trâm để cho nó trị bệnh, để cho nó hết, để cho nó sống với xã hội. Xin cảm ơn. Thì hôm bây giờ thì Phong cũng xin phép Mạnh Thường Quân là đọc danh sách. Thì ở đây thì chỉ có ba cô bác thôi gửi tiền cho bé Trâm ở đây, nhưng mà tấm lòng của cô chú dành cho gia đình rất là lớn. Thì ở đây là có chị Giàu chị Giàu ở Tây Ninh á, là gửi cho bé Trâm là 1 triệu đồng. Cô Thanh Mỹ là ở bên Mỹ á, là gửi là 4.684.000. Anh Trần Huy Tường là ở Úc, là gửi cho bé Trâm là 5 triệu. Thì tổng với số tiền là 10.684.000. Thì sau khi mà chị nghe được những Mạnh Thường Quân á, giúp cho gia đình mình được một khoản tiền là 10.684.000 á, thì chị cảm nhận như thế nào không? Trước tiên á, chị cũng xin cảm ơn ở xã, trung cấp chính quyền và địa phương của chị. Dạ, chị cảm ơn em. Và sau đó chị cũng cảm ơn các Mạnh Thường Quân gần xa, cô chú bác anh chị em đã giúp đỡ cho chị và trong lúc khó khăn đang chị bệnh cho bé Trâm. Chị cũng thành thật biết ơn, và chị cũng cầu mong cầu chúc cho mấy cô chú nhiều sức khỏe. Dạ, cũng chúc em rất nhiều sức khỏe, và cũng cảm ơn chú Tư đã giúp đỡ cho gia đình chị trong những lúc khó khăn như thế này. Chị cũng thành thật biết ơn. Rồi không, bây giờ em đếm tiền để trao gia đình nha. Con nghe như vậy con mừng không? Dạ.
dáng mà có tiền á, đi lên mà chữa bệnh, uống thuốc, với mà ăn uống đầy đủ. Dạ. Nha. Dạ. Đây là một sắp mà Phong điểm sẵn là 10 triệu. Thì Phong sẽ điểm lại để gửi gia đình. Đây, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là chị cầm giúp em 1 triệu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dạ, đủ. Nhà đi tìm bọn con thân nguyên thầy Hồng Mai nhận số tiền mà để các cô bác anh chị gần xa mà giúp đỡ cho con của em trong lúc hoàn cảnh khó khăn thế này, thì nói chung là em cũng biết cảm động nói gì hơn. Thì em cũng cầu, em cũng xin cảm ơn các cô chú anh chị em và trưởng ấp của em ở đây và xa trên nguyên quyền của em và trước em là em Phong. Em quên con 684.000 nữa cho chị, cho có tiền điều trị cho bé Trâm lần cho nó có thể sống như người ta, như bạn bè nó. Đó là em quên, cái đó là mới chỉ có 10 triệu, còn 684 em sẽ làm tròn luôn, là 700 cho chị luôn. Dạ, 500 7, 200 nữa là 700, em làm tròn cho chị là 700 luôn. Dạ, cảm ơn em Phong nhiều. Không sao đâu, dáng chữa chị cho nó hết bệnh đi rồi lo cuộc sống gia đình. Tại vì trong cuộc sống này á, trong xã hội này thì mình sống lúc nào cũng thật thà, và bên cạnh đó thì có cái tình thương quan tâm những người thân ruột thịt trong gia đình. Thì giống như gia đình của chị thấy con cái của chị bệnh vậy á, thì ba mẹ lúc nào cũng lo lắng, rồi ai cũng lo hết, ngay cả xã hội là cũng quan tâm. Nên mà nói chung á, giúp cho bé càng sớm càng tốt, chị bệnh để nó cuộc sống hòa nhập với cộng đồng đâu, để bớt gánh nặng. Thì bên cạnh đó thì còn lo gia đình nữa. Thì bây giờ bé Trâm nè, con khi mà nhận được tiền, số tiền lớn như vậy á, con thấy sao? Con nói cho cô bác biết nè. Cảm ơn cô bác rất là nhiều, bác giúp đỡ con và cậu của con. Con cảm ơn cô bác. Ông bà. Ông bà, cô chú. Con biết ơn, con biết ơn bác. Bác giúp con, bác kêu, bác đã bèo chị. Xếp tiền đó đi chị. Đó là tất cả những tấm lòng của mình Quân dành sự thương cho bé Trâm với gia đình đây. Thì con cầm một cái đi, lấy hên đi cho mau hết bệnh nha. Mau hết bệnh. Ừ. Cũng cảm ơn các cô chú, anh chị, cô bác gần xa đã giúp đỡ cho bé Trâm. Yeah. Cũng thành thật biết ơn, con không biết nói gì hơn. Con cũng cầu mong cho các cô bác anh chị có nhiều giờ sức khỏe. Yeah. Yeah. Thì sau khi mà bé Trâm nhận được 10.600.000 mấy thì con làm tròn là 10.700.000 á, thì chú ba chuẩn bị là khép chương trình ngày hôm nay tại đây á, thì chú ba nói ít câu gửi đến khán giả với Mạnh Thường Quân giúp con nha. Ở đây tôi cũng xin phép đại diện chức địa phương, hôm nay Phong Nguyễn để làm cầu nối để xuống bà con Mạnh Thường Quân trong nước và ngoài nước để ủng hộ về một số tiền là 10.680.000 phải không? Dạ, 10.000 để cho bé Trâm. Tôi cũng đại diện, cũng không có gì hơn, đại diện cảm ơn, chân thành cảm ơn và cầu chúc Mạnh Thường Quân trong nước ngoài nước nhiều sức khỏe và thành công cho cuộc sống và vạn sự như ý. Xin hết. Bữa nay thật sự là Phong Nguyễn rất là hạnh phúc khi mà đi tới những cái hoàn cảnh gặp khó khăn, được sự quan tâm và đồng hành và giúp đỡ của Mạnh Thường Quân. Thì Phong là mừng dữ lắm, tại vì là Phong là cũng không có tiền gì hết, nhưng mà cô bác thương những hoàn cảnh mà đã tạo điều kiện, tạo cơ hội cho Phong mà để đi tới giúp, rồi giúp cho những hoàn cảnh nó gần như là cứu lấy mạng sống của họ, là rất là nhiều hoàn cảnh rồi, chứ không phải là riêng hoàn cảnh của bé Trâm ở đây hay là một hoàn cảnh nào hết. Thì Phong cũng chúc quý Mạnh Thường Quân, quý ông bà cô bác xem video clip của Phong Nguyễn và cho gia đình của bé Trâm ở đây thì có một sức khỏe bình an, có nhiều may mắn trong cuộc sống. Và hẹn ông bà cô bác trong những đoạn video clip tiếp theo nha.
Rồi, chào ông bà cô bác. Cảm ơn chị, con xin cảm ơn cô bác cô chú nha. Cảm ơn chú Tư. Dạ. Chị cảm ơn chú. Dạ. 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 Dạ.